Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe đạp đua Sava High Speed, dòng xe đạp carbon cao cấp đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức và được sử dụng cặp vành cao bản carbon và một set group Shimano 105 rất là cao cấp và cực kỳ là chất lượng. Khung full carbon, màu tông màu về là tông màu xám, xám đen rất là đẹp. Logo Sava và thương hiệu đến từ Đức. Đấy, rất là nổi tiếng trên thị trường về những chiếc xe đạp carbon rất là chắc chắn. Công nghệ của Đức lúc nào sản xuất xe carbon cũng cực kỳ là cứng cáp. Dây chạy âm sườn và những cái đường cắt kim cương rất là thời thượng. Và khung thì khí động học cản gió. Thiết kế khí động học khung dẹp cản gió. Phun hết carbon toàn phần từ cọc yên khí đông cổ phốt. Đó, nguyên bản của xe carbon và kể cả là cụm mayơ trước sau đó, cũng là carbon luôn, rất là cao cấp. Và cái độ nhẹ của xe cũng cực kỳ là nhẹ, chỉ khoảng 8-9 cân, đó, rất là nhẹ. Yên nguyên zin này, cặp vành mayơ, cặp vành cao bản carbon rất là đẹp. Mayơ carbon cuối lỗ đi vòng. Và được sử dụng full hết một set group của Shimano 105. Đây là dòng giờ 5800, 11 tầng lip và 2 tầng đĩa. À, từ bộ chuyển động này, chuyển động đề trước đề sau này, full 105 này, đùi đạp rồi đến cùng phanh ba mảnh, trước sau, rồi cặp tay lắc, à, full hết tất tần tật một bộ 105. Cái màu sơn của xe rất là đẹp, màu đen xám này, rất là nhã nhặn, phù hợp với tất cả các lứa tuổi. Và cái form xe này rất là chất, cực kỳ nhìn nó rất là thể thao, năng động. Mặt trước mặt sau rất là đẹp. Do là đã qua quá trình sử dụng mà xe bãi nên là nó chỉ xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm này. Đó, không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe và hoạt động của xe thì rất là ngon. Và bây giờ sẽ tiến hành chuyển động xe và đo size của xe để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 48 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m63-64 cũng 73-74 thì phù hợp. Chuyển động rất mượt, bộ 105, 1 lít 3 đĩa, 1 lít 2 đĩa, 11 tốc độ khác nhau.
Giá bán của chiếc xe bên em đang bán chỉ có là 25.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.